Trước thông tin lo ngại về việc Bệnh viện Bạch Mai để các bệnh nhân về địa phương làm lây lan dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 ra cộng đồng, lãnh đạo Bộ Y tế cho hay cơ quan này đang rà lại toàn bộ thời điểm bệnh nhân ra viện. Theo Bộ Y tế, đến sáng ngày 30 tháng 3 năm 2020, Việt Nam ghi nhận 25 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 15 bệnh nhân là nhân viên công ty Trường Sinh, đơn vị làm dịch vụ cung cấp suất ăn, nước sôi cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong toàn bệnh viện. Lãnh đạo Bộ Y tế nêu rõ, ở nước ta hiện có hai ổ dịch lớn là quán Ba Bớt Đa ở thành phố Hồ Chí Minh và ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai. Riêng tại Bệnh viện Bạch Mai có 3 tâm dịch, một là trung tâm bệnh nhiệt đới có 2 nữ điều dưỡng mắc, hai là khoa thần kinh đã có 3 bệnh nhân từng điều trị và 5 người nhà đi chăm sóc bệnh nhân ở đây đã mắc, ba là khu vực nhà ăn do công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ. Hiện có tới 15 bệnh nhân COVID-19 là người của công ty này. Hôm nay thì đã có 7.264 các trường hợp đã được xét nghiệm. Trong đó có nhân viên y tế, trong đó có người bệnh và người nhà người bệnh, các nhân viên phục vụ ở tại Bệnh viện Bạch Mai, và kết quả là 6.650 ca âm tính, và hiện giờ còn các ca còn lại thì đang được thực hiện xét nghiệm và sẽ có kết quả trong chiều nay. Như vậy thì chúng ta có thể an tâm là lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu trong công tác chăm sóc điều trị người bệnh và người bệnh nhân là đảm bảo an toàn cho đến bây giờ. Và chúng tôi cũng hy vọng là các kết quả sau cũng sẽ tiếp tục âm tính, và như vậy thì đủ điều kiện để chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống lực lượng nhân viên y tế trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, tại Bệnh viện Bạch Mai có 5 nhóm có nguy cơ lây lan, gồm nhóm thứ nhất là nhóm bệnh nhân đã điều trị ở đây và ra viện. Sau khi xác định là có ổ dịch, bệnh viện đã rà soát một số người đã chuyển về các tuyến. Nhóm thứ hai là cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân. Nhóm thứ ba là học sinh sinh viên đến thực tập học tập. Nhóm thứ tư là người phục vụ bệnh nhân, với hai nhóm nhỏ là người nhà đến phục vụ và nhóm người nhà thuê phục vụ bệnh nhân. Nhóm thứ 5 là nhân viên phục vụ tại bệnh viện, với hai nhóm chính là các nhân viên phục vụ tại nhà ăn của Trường Sinh và nhóm nhân viên lái xe điện, nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh môi trường trong bệnh viện. Trước thông tin hơn 5.000 bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai này đã được chuyển viện về địa phương làm lây lan cho các tỉnh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngay hôm 25 tháng 3, sau khi phát hiện nhân viên nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai là bệnh nhân COVID-19, lãnh đạo Bộ Y tế đã làm việc tại bệnh viện này và yêu cầu đóng băng không chuyển viện các bệnh nhân. Theo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai cũng đang rà lại toàn bộ về số lượng, thời điểm ra viện, tình trạng khi ra viện và tần suất ra viện. Trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng thì chưa thể kết tội Bạch Mai đã để bệnh nhân làm lây lan dịch bệnh. Một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ đề nghị cơ quan nghiệp vụ vào cuộc làm rõ hơn nữa các vấn đề tại đơn vị dịch vụ của công ty Trường Sinh trong Bệnh viện Bạch Mai với 15 ca nhiễm là nhân viên công ty. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ rà lại toàn bộ để biết rõ hơn các yếu tố liên quan về đường lây nhiễm, tình huống ca bệnh xâm nhập.